Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Bù TV. Và ở đây mình có hai cái chiếc smartphone. Và đố các bạn biết đây là chiếc smartphone gì? Quay phim biết không? Biết không? Không biết khỏi nhận lương nha. Chắc tao sợ mày. Ok, không sợ thôi. Nói chung là đây là hai chiếc Huawei P30 Lite và được Huawei vừa ra mắt xong sự kiện vừa rồi, đi cùng với bộ đôi Huawei P30 Pro và P30. Chính vì vậy hôm nay thì mình sẽ thử đánh giá xem trên tay nhanh hai cái sản phẩm P30 Lite này. Thực ra thì mình đánh giá một cái thôi, tại vì hai cái Lite thì nó giống nhau mà. Đó, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, đầu tiên là một điểm mình khá là thích đối với cái chiếc Huawei P30 Lite và P30 Lite Pro hay là P30 cũng vậy. Đó chính là cái kiểu mặt lưng như thế này, thiết kế rất là đẹp. Và khi các bạn nghiêng ra ở ngoài ánh sáng thì chúng ta sẽ có một cái đường cong chữ S như thế này sẽ chạy dọc theo mặt lưng. Và nó rất giống với cái bản đồ Việt Nam. Tuy nhiên thì với một cái mặt lưng chuyển đổi màu Guardian như thế này thì nó lại có một cái nhược điểm, đó chính là bám mồ hôi và dấu vân tay tương đối là nhiều. Như các bạn có thể thấy, mình chỉ cần có một tí thôi thì cái dấu vân tay của mình nó đã bám rất là nhiều ở trên cái chiếc máy của mình rồi đó. Và ở đây thì sẽ có 3 màu cho người dùng lựa chọn, là màu trắng, màu đen và một cái màu xanh như mình đang có ở đây. Và đây là cái bảng màu mà mình thích nhất, nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm như mình đã nói đó, bám rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Và nếu như những anh em nào mà chúng ta mua cái chiếc Huawei P30 Lite này thì mình khuyên các anh em nên sử dụng một cái bao cao su trong chẳng hạn để mang vào, thì nó vừa đẹp và vừa không bị bám dấu vân tay nữa. Nói về phần mặt trước thì cái chiếc P30 Lite nó sẽ sở hữu một màn hình sâu in, độ phân giải là Full HD. Thì so với P30 và P30 Pro thì cái màn hình này nhỏ hơn rất nhiều, trong khi cái chiếc P30 Pro thì nó sẽ có cái màn hình lên tới tận là 6.4 inch đó. Nhưng mà mình đánh giá 6 inch thôi là cũng đã đủ cho các bạn có thể trải nghiệm rồi. Và tiếp theo, một cái điểm nữa mà mình tương đối là thích ở trên cái chiếc Huawei P30 Lite đó chính là cái phần màn hình của nó viền vẫn rất là mỏng nhưng sẽ không vắt cong về phía hai cạnh. Điều này tại sao mình lại thích? Đó chính là khi mà các bạn chơi những cái tựa game ví dụ như là PUBG hoặc là Liên Quân, thì đối với những cái màn hình mà vát cạnh xuống á, thì những cái phím bắn hoặc là phím combo, phím đánh thì nó sẽ bị lẹm xuống ở cái bên dưới một cái phần màn hình vát cong. Còn đối với cái chiếc Huawei P30 Lite này thì nó hoàn toàn không gặp cái vấn đề này. Và các bạn có thể đặt tay lên cái là chúng ta có thể chơi được rồi. Đó, một cái mình thấy nó rất là hay, mặc dù viền màn hình thì cũng rất là mỏng và mình rất thích cái kiểu trải nghiệm như thế này. Và cái thiết kế của cái chiếc P30 Lite này thì các anh em cũng có thể cầm gọn trong một bàn tay như thế này và có thể sử dụng bằng một tay, tương đối là tiện lợi. Nhưng đối với những người dùng là nữ thì nó sẽ hơi to và cần phải có hai tay mới có thể thao tác được. Tiếp theo là về phần camera, thì với cái chiếc Huawei P30 Lite vẫn có cụm 3 camera, tuy nhiên nó đã bị cắt giảm tương đối là nhiều so với cái chiếc Huawei P30 Pro. Thì đối với cái chiếc Lite này, nó sẽ có camera chính 24 megapixel, một camera góc rộng 8 megapixel và một camera để chụp ảnh xóa phông là 2 megapixel. Mặt khác thì trên cái camera mình, như mình đã nói, thì nó bị cắt giảm về mặt, đó chính là không thể chụp được macro. Tiếp theo là không thể quay được macro và cái zoom của nó chỉ là zoom kỹ thuật số thôi, chứ không có zoom quang 10x như chiếc Huawei P30 Pro. Đó, bị cắt giảm tương đối là nhiều. Ngoài ra thì cái ISO ở trên cái chiếc Huawei P30 Pro thì cũng cực kỳ là khủng, còn ở trên cái con này thì tạm đủ để các bạn có thể dùng thôi, không có ISO mà khủng như cái chiếc Huawei P30 Pro đâu. Phần camera trước thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie với độ phân giải là 32 megapixel, vẫn có những cái chế độ chụp ví dụ như là AI làm đẹp rồi là chụp ảnh xóa phông, đó vẫn rất là phù hợp với những bạn nào mà chúng ta thích selfie đó. Thì về phần camera thì mình sẽ có một bài đánh giá sau, tại vì là mình vừa mới cầm cái chiếc máy này thôi và không có được trải nghiệm nhiều, cho nên là mình chưa đánh giá về phần camera kỹ càng cho các bạn được. Ok, tiếp theo về phần cấu hình thì đây cũng là một cái cắt giảm tương đối là lớn so với hai cái bản P30 kia. Thì với cái chiếc P30 Lite thì nó sẽ chỉ sở hữu con chip Kirin 710. Thì với cái con chip Kirin 710 này thì theo những cái trang web và theo những cái so sánh đánh giá thì nó sẽ ngang ngửa với con chip Qualcomm Snapdragon 660. Tức là các bạn vẫn có thể trải nghiệm được những cái tựa game ví dụ như là Liên Quân, PUBG và những cái tựa game khác. Nói chung là mặc dù nó sẽ không được full đồ họa nhưng các bạn vẫn có thể chơi được một cách ngon lành. Và một điểm nữa đó chính là cái chiếc máy này nó sẽ sở hữu dung lượng RAM là 4 hoặc là 6GB RAM cùng với bộ nhớ là 128GB để bạn có thể thỏa thích chúng ta cài game chẳng hạn. Đó.
Về mức dung lượng pin thì chiếc Huawei P30 Lite nó sẽ có dung lượng là 3340 mAh. Về cái mức dung lượng này với một cái màn hình 6 inch rồi là với một cái cấu hình như vậy, mình đánh giá nó không thực sự là một cái dung lượng pin khủng. Nó vẫn đáp ứng cho các bạn đủ dùng trong vòng một ngày với những cái tác vụ thông thường. Còn nếu như các bạn chơi game mà chơi game nhiều hoặc là chúng ta sử dụng 3G 4G nhiều thì nó sẽ chỉ đáp ứng được ở trong vòng nửa ngày. Tuy nhiên thì có một cái điểm mình tương đối là hài lòng, đó chính là cái chiếc máy này có hỗ trợ sạc nhanh 18W và giúp cho các bạn có thể sạc đầy cho cái chiếc máy trong cái thời gian nó ngắn nhất đó. Và mặc dù là không có cái mức dung lượng pin khủng nhưng mà sạc nhanh bù lại thì đâu đó chúng ta vẫn có một cái thiết bị đầy pin trong vòng một ngày. Và một điểm cắt giảm nữa của cái chiếc Lite này so với hai cái người đàn anh đi cùng với mình, đó chính là không có công nghệ sạc không dây đó, một cái điểm mà cắt giảm tương đối là mình thấy khá là tiếc. Tóm đúng lại thì khi mà các bạn mua cái chiếc Huawei P30 Lite này, chúng ta sẽ nhận được những gì? Đầu tiên là một cái kiểu thiết kế rất là đẹp. Cái thứ hai là một cái thiết bị nhỏ gọn, các bạn có thể cầm và thao tác được bằng một tay. Và một cái màn hình các bạn đủ dùng, một viên pin đủ dùng để các bạn có thể dùng được trong một ngày. Và cái phần camera của nó mặc dù bị cắt giảm rất là nhiều nhưng đánh giá của mình vẫn rất là tốt, ở trong cái tầm giá từ 7 cho tới 8 triệu đồng. Và các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm Huawei P30 Lite này? Các bạn có thích nó hay không? Các bạn nghĩ nó cần phải cải thiện những cái điểm gì thì hãy để lại bên dưới ở phần comment của mình nha. Và nếu như các bạn có quan tâm tới sản phẩm Huawei P30 Lite thì hãy truy cập vào đường link của Servonet có pre-order và có rất là nhiều những phần quà hấp dẫn dành cho các bạn nào mà chúng ta đặt trước. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu như thấy video của mình hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Bưu TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và trong tầm giá từ 7 cho tới 8 triệu đồng thì các bạn muốn mình so sánh cái con Huawei P30 Lite này với những cái sản phẩm nào thì hãy comment với mình ở phía bên dưới luôn nha. Và mình sẽ mượn máy về và tiến hành so sánh cho các bạn xem.